Hoa hậu Ý Nhi lần đầu lộ diện tại Úc sau clip xin lỗi. Tối mùng 7 tháng 11, hoa hậu Ý Nhi đích thân cập nhật hoạt động mới và thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp. Đây là bức ảnh được Ý Nhi check-in tại Úc sau một tuần đăng clip xin lỗi thông báo tạm rời showbiz Việt để thực hiện ước mơ du học. Hoa hậu Ý Nhi sẽ có thời gian tiếp tục học tập và trau dồi tiếng Anh, sau đó cô nhập học chính thức vào tháng 2 năm 2024. Hoa hậu Ý Nhi gửi lời cảm ơn đến công chúng và tiết lộ tình hình, Ý Nhi cảm ơn những lời chúc quan tâm của cả nhà. Ý Nhi đã tới Úc an toàn vào sáng ngày mùng 1 tháng 11 vừa qua rồi này. Có thể thấy, Ý Nhi nở nụ cười rạng rỡ, thần sắc tươi tắn sau chuỗi ngày ở ẩn. Nhiều người dành lời khen ngợi vì nàng hậu sinh năm 2002 trông xinh xắn hơn khi cắt tóc ngắn. Được biết, hoa hậu Ý Nhi đã âm thầm thực hiện lời hứa hiến tóc vào tháng 8 năm 2023. Nhiều người để lại bình luận tích cực, cảm thông và mong Ý Nhi có một hành trình mới thành công hơn. Vào ngày mùng 2 tháng 11 vừa qua, Ý Nhi lên tiếng xin lỗi và xác nhận du học. Lời nói đầu tiên em muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến quý vị khán giả, đến các đơn vị, các cá nhân liên quan đã chịu ảnh hưởng bởi những phát ngôn của em. Ba tháng qua, em dành toàn bộ thời gian để có thể nhìn nhận lại bản thân của mình. Ý Nhi đã đọc đã lắng nghe và xin phép sẽ tiếp thu tất cả các góp ý của quý vị khán giả. Ý Nhi sẽ cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể hoàn thiện bản thân của mình. Ý Nhi cảm ơn quý vị khán giả nhận thấy lịch học tập mở rộng vốn sống và hiểu biết là điều cần làm trước hết, Ý Nhi sẽ đi du học 2 năm ở Úc theo như dự định từ trước. Đây là chương trình đào tạo liên kết của trường mà Ý Nhi theo học, với phần học bổng được trường bên Úc hỗ trợ. Ý Nhi nghĩ rằng đây là thời điểm, điều kiện thuận lợi để cho mình cho dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân, mở rộng thế giới quan và hoàn thành chương trình học của mình. Huỳnh Trần Ý Nhi giành được học bổng 20% chương trình học tại trường Đại học Sydney Úc là chương trình đào tạo liên kết hệ 2 cộng 2 của trường Đại học Quốc tế. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Sydney là một trong các trường nằm top đầu tại Úc và đứng trong top 20 của thế giới. Đại học Sydney còn được biết đến là trung tâm nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Đây cũng là cơ hội để Ý Nhi trau dồi và hoàn thiện chương trình đại học của mình. Hoa hậu Ý Nhi đăng video tiết lộ cuộc sống tại Úc. Sáng mùng 8 tháng 11, Hoa hậu Ý Nhi đăng vlog chia sẻ về cuộc sống sau gần một tuần đến Úc. Dù đang trong nhiệm kỳ nhưng Miss World Việt Nam 2023 quyết định dành 2 năm sinh sống và học tập ở nước ngoài. Tại đây, nàng hậu sẽ sinh sống cùng em họ. Khi vừa đặt chân đến nơi đất khách, Hoa hậu Ý Nhi đã đích thân vào bếp nấu nướng, tự lập để chăm sóc bản thân. Hoa hậu Ý Nhi kể về ngày đầu tiên ở Úc, tôi lên trường để tham quan và biết cách đi tàu từ nhà đến trường. Tôi còn thiết lập tài khoản sinh viên. Nàng hậu tiết lộ mất 30 phút đi tàu từ nhà đến trường Đại học Sydney. Trong vlog mới nhất này, ý nhi ghi hiểm vì diện đồ thanh lịch khoe nhan sắc thăng hạng sau thời gian ở ẩn sau những ồn ào không đáng có lúc mới đăng quang hoa hậu ý nhi đã lấy lại nụ cười tươi tắn và hồn nhiên đúng với tuổi 21. cách cô trò chuyện chia sẻ với công chúng về cuộc sống hiện tại cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn trước cách đây một tuần hoa hậu ý nhi bị bắt gặp âm thầm đến sân bay để sang úc du học nàng hậu được bạn trai vợ chồng bà phạm kim dung cùng những người thân thiết đến tiễn đi trong 3 tháng ở ẩn, Hoa hậu Ý Nhi cũng đã dành thời gian để trao dồi kiến thức, cách nói chuyện trước công chúng. Đồng thời, nàng hậu cũng thực hiện lời hứa hiến tóc cho các bệnh nhân ung thư. Hoa hậu Ý Nhi dành hơn 250 triệu đồng để thực hiện các dự án thiện nguyện, thực hiện sứ mệnh và trách nhiệm với cộng đồng. Cảm ơn bạn đã xem hết video trên kênh VN Tin Tức. Nếu thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để chúng mình có thêm động lực cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng gửi tới các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin sau.